Ui, thằng này bá đạo nha, với anh em ơi, sao vui vẻ này. Phát hiện một thanh niên trai ở tháp bí mộc đang cầm thần khí sợ hỏng áo. Ui, hỏng ngày xưa ở với cái gì trời ơi. 28226 22x 22x. Cái số lượng bác phách thần châm như thế này trên server không nhiều, nó giống hệt cái ngày xưa mình làm cho đôn kinh, à không phải cho đôn kinh mà là bán cho đôn kinh thời ngày ở server chiến thần đấy. Cái này 101 này, nội lực không thể hóa giáng sinh hạnh phúc này. Thằng này nhìn giống giống những thằng nào dưới ngọc mạo giáng sinh, thằng này ghê phết đấy. THRI game Maze Me FEL Fanta Tích VV Hen VDP Pela In. Thằng này ghi nhiều quá, đọc cái gì chắc thằng thằng nước ngoài xì là xì lồ gì quá. Anh giả võ ẩn cấp 4 này, ghê không ạ? Ui này 429, 413 thể này. Thân nó là 407, 426. Ôi giời. Võ hồn cấp 4 trong này không nhiều đâu. Cửu châu thần long luôn này. Không biết nó nặng đâu ra người vậy. Nhờ. Nó nặng đâu ra được con ác này về thế. Để thôi đi ra đây trai các bạn nha. Cái mẹ nó đi. Review thế thôi. Nó ghét lại nhìn thấy nó vả cho. Đã đứng đây đi. Đây, đứng đây trả đi. Còn khoảng tí kinh nghiệm nữa thôi. 146 này. Cái này bao nhiêu con kinh nghiệm con này. Thế ra đây đứng đi cho nó máu. Quay đứng đây đi. Thằng kia nó xỉa mấy con ngựa luôn. Chỗ này ít kinh nghiệm quá. Mày đứng đây tí đấy.